Yeah yeah, lại là mình đây. Sau này các bạn ơi, sáng ngày hôm nay cũng là mùng 1 Tết rồi, và mình đang diện cái outfit để chuẩn bị đi chúc Tết nè. Thì tối ngày hôm qua xóm mình rất là nhộn nhịp bắn pháo hoa luôn, mà giờ này cũng còn nhộn nhịp rồi các bạn ơi. Xóm mình rất là vui luôn á, Tết ở dưới quê nhộn nhịp lắm. Năm nay thì không còn dịch bệnh nữa nè. Nói chung ở quê mình ăn Tết rất là lớn luôn, nhà nào nhà nấy cũng rất là rộn ràng luôn. Riêng nhà mình cũng vậy các bạn. Sáng nay mình diện cái outfit áo dài để chụp hình Tết và cũng như là đi chúc Tết ông bà cùng với lại cha mẹ và anh chị mình nè. Thì có rất là nhiều các bạn thắc mắc là anh chị mình có thường xuyên về nhà quay clip không? Anh chị mình có thường xuyên về nhà không? Là anh chị mình cũng có về nhưng mà không có quay clip nha các bạn ơi. Tại vì anh chị mình cũng có kênh riêng nè, và có công việc riêng nữa. Nhưng mà ngày hôm nay năm mới anh chị mình sẽ xuất hiện cùng cả gia đình nha, để coi cả nhà mình năm nay bận đồ như thế nào. Và bật mí các bạn, năm nay gia đình mình có thêm một thành viên mới nữa nha. Sang năm thì mình sẽ lên chức kìa các bạn ơi. Rất là hồi hộp luôn nha các bạn. Nói chung bao lì xì rồi mình cũng đã chuẩn bị trong đây hết trơn rồi nè. Và bây giờ mình sẽ chờ cha mẹ và anh chị mình xuất hiện. Ngày hôm nay thì hoa nhà mình rộn ràng rộn rã. Trời đất ơi, anh hai của mình đây nè các bạn ơi. Đó đó. Trời ơi. Phía trong kia là ông đĩa. Ông đĩa. Bà thần tài. Bà thần tài các bạn. Đây, tiểu văn bi. Ông đĩa đang đọc đá. Đá đọc năm hả bi? Trời ơi. Bi đang đập đá nè. Bỏ sữa. Mùng 1 Tết đang ngắm cá hả con? Sữa ơi. Trời ơi, thấy cưng quá à. Bỏ sữa. Trời ơi, năm nay anh hai của mình. Trời ơi. Nó dài phía dưới nha. Thôi, vậy được rồi. Là đúng rồi. Người ta còn ngắn nữa. Nãy quên. Quên tút lại cho nó đẹp đẹp xíu. Sáng là mẹ có mũi rồi đó ta. Sáng mẹ ơi, lúc sáng mẹ ủi rồi đó. Đâu đâu đâu. Đâu đâu anh chị quay lại này. Anh chị đứng xa xa nha. Thấy cái vườn hoa. Wow. Đó mà đẹp lắm luôn á nha. Đó, năm nay thì nhà mình hoa bông hoa rực rỡ. Này hoa cúc nè, này hôm bữa bị cái gì đó rồi cha tỉa lại. Bữa nay nó lên nụ rồi nè chị. Nhưng mà cũng quá trời bông luôn. Trời ơi, cái hoa mai vàng nè. Rụng hết rồi. Quá trời quá đất rồi. Đây, đố các bạn thấy năm nay chị Hiền có điều gì khác biệt? Không thể nào hót được. Được. Không thể nào hót được. Hót mà nó không vô. Chụp hình hót gần chết. Đó, năm sau là gì à? Anh hai mình có gồng con. Cái gồng con có thành viên mới. Thôi. Gì ta? Mấy tháng nữa đúng không anh hai? Qua Tết. À, các bạn hãy chờ gồng con của anh hai mình nha. Đây đây đây, đây là ông đĩa. Mới sáng sớm là nó xông đất rồi đó các bạn ơi. Cả năm rồi đó. Wow. Vui vẻ vui vẻ. Nói chứ sáng ngày hôm nay mình nhờ Bi lên để xông đất rồi cũng như là gì ta? Cầm máy quay giùm mình nè các bạn. Trời ơi. Sáng lên rồi thấy mặt thầy la là xông đất. Vui chạy. Đây, bà bá hộ cũng đã xuất hiện. Trời ơi. Ngày bá hộ lì xì cho con cháu. Trời ơi. Trời ơi, sáng sớm cả gia đình mình đang đi ngắm hoa nè các bạn. Ôi ôi. Gì vậy chị? Nó đang ăn mùng 1. Những cái đụng vô nha. Tạ sâu hả? Dạ. Yeah. Dập bá luôn. Đó. Ba chà bướm luôn. Ôi, bữa nay Tết bữa đi, Tết bữa đi. Con mắt nó kìa chị. Tết bữa. Trời ơi. Chết ngọt trong con sâu. Cái bông rất ngọt, bông cũng ngọt vậy. Bông ngày xưa đó anh hai. Dạng thọ Pháp ngày xưa. Xưa dữ chưa. Nó bông nhiều chứ nó cũng đẹp. Nó ngọt, nó đẹp đấy chứ. Dạ. Nó hương chứ. Giống như em lại khoái nhận thọ cúc này hơn. Đi em xuất hiện. Đi ăn Tết con ơi, bữa nay mùng 1 rồi. Cho mình cái dài vậy. Bữa nay cũng đỏ trơn nè, bim họ bim cũng đỏ nữa à. Bà cho bữa nay nó xanh với xanh giống con. Vậy hả? Thôi, đây, đây mà đi chậm quá.
Trời ơi, được đứng ghế rồi đó ha. Đắng nè, quạo nó. Rồi rồi, hốt sốc gì đó. Quá trời rồi. Này ơi à, bữa nay hung quá mày. À, đại ca ơi, đại ca. Trời ơi. Nè, qua bên đó đi. Đó. Trời ơi, kiểu dịch dịch bim bim. Bim à. Này trai, còn đồ mới cho nó đi cha. Áo xanh. Ừ, áo màu ba xanh. Cả cái nút gan này. Để lại đi. Để chồng vô luôn. Chồng vô đi để nó khó gài. Trời ơi. Ôi ôi, đẹp. Đẹp tuyệt vời mày. Đẹp trai. Đó, quẩy đi. Quẩy đi con. Hùng mày. Các bạn thấy bữa nay nhà mình ơi rực rỡ không? Con xin về. Cậu thêm thằng này nữa nè. Đỏ vàng, con này, đỏ này vàng, là con này là đỏ nhất luôn nha các bạn. Con đỏ vàng rực rỡ. Hôm nay là mùng 1 Tết rồi nè, cho nên là nhà mình cũng lên đồ hết trơn rồi các bạn ơi. Và đặc biệt hôm đây này các bạn ơi, đặc biệt năm nay có đồng vàng. Hôm nay là có đồng vàng. Có đồng vàng nha. Năm sau là mình sẽ được ẩm trên tay. Năm sau là mình giữ cháu tao nha. Nhau ứa cho. Nhau ứa cho. Thôi bây giờ được không Bim, chịu không? Năm sau cho Bim với em. Ừ, đi chăng à. Được rồi. Thôi bây giờ cả nhà mình ăn bánh mứt rồi mình sẽ phát lì xì. Còn mình còn phải đi lên nội rồi về ngoại nữa các bạn ơi. Ngồi ở đâu giờ? Đây, đi lên. Mẹ ơi, mẹ có gồng vàng nữa hả? Cái đó là vàng, vô đây vàng. Đó là vàng. Mẹ mình bận áo dài giờ cũng thấy gọn vàng ở trong bụng mẹ mình kìa. Vàng nó đóng á. Trời ơi. Bim. Ăn xích gà cho em chén rồi. Đó, quá trời rồi, bánh mứt. Rồi, được rồi. Trời ơi. Quay cái này. 18.000 vòng luôn. Đây. Đó, em tưởng xài pin này vậy thằng cộng dây hả? Và bây giờ khui hộp mứt ra đi anh hai. Khui. Wow. Dạ. Cho con ba lên coi. Con dừng con ba. Con ba. Con ba. Con ba. Không có chèo. Con uống dảnh dọ. Lạnh nữa. Bị hụt chân. Quá trời rồi. Bim bim, gia đình của chúng ta bây giờ ăn mứt đi. Quá trời bánh mứt rồi. Nước còn con. Bim. Quá. Mặt rồi vô bộ chột nhạc. Nước rồi quá. Dạ mình già. Rồi đây đi, em ngủ cho. Đây. Ăn hộp dưa liền. Đây em lấy cho. Tranh thủ làm cái dương luôn. Trước. Rồi. Đây của chị. Cô ba. Không có Út mà. Trời ơi, mời mọi người cùng ăn ăn bánh mứt với mình mùng 1 Tết. Hàng dễ cười. Mọi người. Mời các bạn, mời cả nhà nha. Mời cả nhà cùng ăn. Bim. Mời cả nhà ăn hộp cười. Ôi nóng quá. Đó, ăn này là cái gì ta? Nho à? Nho sấy khô. Cái hộp cười này ngon quá. Ừ. Béo quá. Béo mà nó dở, nó mặn mặn dễ ạ. Để lại đây hả? Rồi, ăn cục ốc mứt bí à. Mứt bí này của con dâu làm. Ngon. Ai làm dâu, nó ngon. Không được dạ. Như tiệm. Nhưng mà ngon. Ngon, nó có chất lượng như cái tiệm. Đây, mứt bí nhà làm, của con dâu làm. Nhẹ cười béo béo ha. Ăn cái này mắc ngay. Ngon, dẻo. Đêm nay im lặng luôn ha. Ăn quên cho nó ăn mứt này nó ăn không? Mứt bí nha. Giường. Mứt bí. Ăn Tết đi con. Ừ. Ăn cái này đi. Quà lan đây ăn không? Không ăn rồi. Không ăn mứt. Trời ơi. Cho mứt dâu rồi, cho mứt dâu rồi, đủ hết trơn, đứa tỉnh ăn cái nào. Mứt dâu nữa anh. Ủa cái này là có muối hả? Dạ muối á. Chứ không phải là có lộn của Tảo ăn dâu luôn. Không ăn gì hết. Ăn hộp đậu này cũng không ăn luôn. Rồi. Vậy là uống nước này con, uống nước đá nè con. Uống nước đá nè con. Trà đá. Nước đậu ăn đúng không?
Thì sang năm mới rồi cũng có rất là gì ta, năm cũ đã qua năm mới đã đến rồi các bạn. Thì trong năm qua có rất là nhiều bạn thắc mắc là anh chị mình có thường xuyên về chơi không nè, tại vì anh chị mình về là không có quay clip nha các bạn. Hôm nay thì trời ơi té ghế luôn rồi nè, đông mưa rồi. Đâu lại nữa ta, có sao không, năm mới lọt ghế rồi đẹp không không. Chơi Tết không có cánh nó không có bài được. Nó muốn quạt á, nó muốn quạt á. Nó muốn quạt luôn, quạt không quạt. Nó muốn quạt. Chút rồi quạt con. Xíu dịch dịch bim bim. Đó rồi ta. Đây là sẽ tới phần quan trọng đi. Để nói chuyện kêu gọi mà. Quên nữa. Mình nói là thầy anh chị của mình cũng đã có kênh YouTube nè, và cha mẹ mình thì cũng làm YouTube nữa, cho nên là chia ra nghe các bạn, chia ra tản cư ra, ai cũng có công việc hết trơn, cho nên là Tết thì mới có dịp sum họp như thế này nè. Bim bánh em ấy, bữa nay nhà mình nhộn nhịp lắm luôn á, thì hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho cả gia đình mình nha. Thế tiểu bim 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 thôi. Cho mẹ mà. Ngon nào, cho ăn hộp này coi. Bây giờ tới phần đặc biệt đấy luôn. Nó chết nó dứt ra rồi, lôi gỗ kì. Chưa. Đây này các bạn ơi, phần đặc biệt của mình ngày hôm nay nha. Rút được không? Ừ, nhiều vậy. Đừng nói nó còn rút nha. Trời ơi. Nó lại chơi rút nữa rồi. Chơi trò chơi rút này mới vui các bạn ơi. Đó, xe ga. Mình phải tìm hiểu là mệnh giá hấp nhất là nhiều. Mệnh giá hấp nhất là 1.000. Rồi. Cao nhất là xanh xanh á, mệnh giá xanh cao nhất đồng có đồng tiền là 500k. Nhiều đó. Trong đây có một tờ á. Một bao 500 nha. Để coi nha. Bim ơi, mẹ có bóc không? Nè. Mẹ bóc cái đi. Cho Bim bóc rồi. Bim, bóc không? Bim, bóc đi. Bóc đi một chút nha. Bóc bóng té ghế luôn. Nè. Bóc đi. Rồi Bim. Cái này cho con á, Bim cái nào em. À cái này hả trời à, ơi. Muốn lấy hết luôn. Nó muốn lấy vàng chứ nó không muốn tiền. Hết luôn. Cái đó rồi hết luôn à. Thôi vậy thôi mày khỏi có nha. Rồi giờ cho cha mẹ bóc trước đi. Cho cha mẹ bóc trước nha. Ai sẽ là người may mắn nhất hôm nay? Chưa phan hãy khui nha cha. Nè mẹ nè. Bắt mẹ con một miếng hay là hai miếng? Không có thi. Hay là mình bắt cơ hội cũng không chừng. Rồi qua đây tới anh chị mình nha. À con này nãy ông Bim gấp nè. À là mình tới ba bao lận anh ơi. Chị. À mình ba bao lận. Thôi kệ cho cháu mình bao nữa. Đây cho bác. Thôi năm sau để tự bao. Đây giờ sẽ coi khui đi. Khui may mắn đi. Đâu cha khui nha. Ẹn ra nè. Ẹn ra. Thôi. Của mẹ. À, mẹ hai ba tờ đi. Trời. Có tờ xanh. Đây tới quân hai coi. Khui. Ôi lại màu xanh. Xanh gì đây? Xanh dữ. Ờ. Cái này xanh nhiều à nghe. Đó chị. Đây. Trời đất ơi, vậy là những cái phần quà may mắn giá trị cao nằm trong đây rồi. Đây cơ hội một năm chỉ có một lần thôi các bạn ơi, chấm hết nha, năm sau lần tiếp. Giờ mình ăn bánh mứt rồi chơi, rồi gia đình mình sẽ chụp hình nè, check in đây. Con còn cái gì nữa? Còn nữa. Sửa đâu rồi rồi. Có không ta? Dạ. Có phần ta. Đây, đây năm mới con lì xì cho cha. Chúc cha được giàu sức khỏe rồi. Làm ăn khấm khá lâu rồi nè, cũ rồi. Như mảnh như gồng. Đây con lì xì cho mẹ, chúc mẹ năm mới làm ăn phát đạt hơn. Cảm ơn con. Chúc cha mẹ có nhiều sức khỏe năm sau ấm cháo. Chúc cho cô ba cũng càng ngày càng xinh đẹp. Đây là cốt mà. Đây còn này lì xì cho camera men luôn. Rồi.
Đây còn này lì xì cho cameraman luôn. Nghe chúc anh Khoa là năm mới là dồi dào sức khỏe nè, chúc cho gì? Kem hả? Chúc ra là sẽ gì? Mạnh khỏe nè, em lì xì cho gồng em. Luôn, mạnh gồng. Gồng. À, lì xì à, bữa nay là năm mới rồi, cô Tư cũng lì xì cho con gặp nhiều may mắn, học giỏi, thi đậu trong kỳ thi tới. Tốt nghiệp, tốt nghiệp. Tốt nghiệp. Anh em bổ sung đi anh. À, sớm sớm có người yêu. À, chúc cô Tư là dồi dào sức khỏe nè, làm ăn phát tài nè, tiền vô ao ao. Quá dữ. Mẹ chúc lại cho hai con nè. À, năm ở gì? Tết đến xuân về. Tết đến xuân về. À, năm nay có niềm vui mới, năm tới này là mẹ có gồng vàng. Mẹ có được cháu gồng vàng rồi, giờ mẹ lì xì cho hai con. Cho hai đứa luôn hả? Hai đứa. Cảm ơn cha mẹ. Cảm ơn cha cũng khó khó lắm các bộ. Bây giờ năm mới em cha cũng chúc cho hai con nha. À, vui vẻ à, năm tới cho cha được có cháu nội bà ông. À, con tắm nè. Dạ, cảm ơn cha. Cảm ơn cha. Trời ơi. Năm nay vô rồi. Vô. Nãy vô mấy vô quá là đâu sao là còn dữ hơn nữa ha, tay bế tay bồng đi mầm ăn. Làm sao có thêm nguồn thu nhập nữa. Nguồn thu nhập chính đang nằm đây. Ủa? Còn cô ba đâu? Cô Lộc. Ủa cô đâu? Vậy làm hết đi vô còn thấy không ông nữa. Để nó đi không sao á. Để lên một chút mình rồi cho sao. Chuyển khoản cũng được nữa. Để một chút cha vô cho chuyển khoản. Nguyên một khoản luôn. Cha bấm cái là qua tin tin liền. Thôi các bạn ơi, giờ này thì cả gia đình mình cũng đã lì xì được hết trơn rồi nha. Chắc là mình phải đi chúc Tết ông bà thôi. Mình sẽ dẫn các bạn đi chúc Tết ở nhà nội nè, ở nhà ngoại. Xem không khí của cả gia đình mình ngày hôm nay mùng 1 như thế nào nha. Tiểu Bim Bim đi không? Ở nhà ha. Bim Bim ở nhà đi. Đừng Bim tắm xa là biến lắm. Đi tắm à, muốn đi tắm à. Đây bây giờ ai cũng có lì xì hết trơn luôn rồi nha các bạn. Cái này mình sẽ sắp đi nữa, mình sẽ sắp đi nữa nha các bạn. Để xem coi ai bốc được cái gì nha. Trong đây còn rất là nhiều phần quà may mắn. À, gọi cái này vô luôn là hơi bị ấy nha. Mình phải đi vô nhà mình lấy thêm nữa các bạn ơi. Giờ bỏ vô đây đi. Đi hả cha mẹ? Vô. Đi. À, đi thôi. Rồi đi thôi. Thôi con ở nhà nghe Bim. Ở nhà nghe. Ở nhà Bim. Ở cho cha đi chúc xuân. Đi thôi. Đi thôi. Bò sữa đi ruộng nè con. Rồi ở nhà đi. Đi một hồi là đi cưới cho nên em hết sữa. Đánh sữa, bà sữa. Đánh chơi, đánh chơi chơi. Nổ cao quá. Rồi, đi. Đi thôi. Đi trước hàng. Đi. Giờ làm đi trước. Đi. Ồ, cái ớt kìa. Gạo. Ôi, cây đu đủ được ba trái kìa. Chở dưa. Bữa nay thì người ta hái mà. Tết vẫn buôn bán. Mình mới có đồ ăn đó. Ăn tới Tết. Wow, hôm nay đèn bông. Có Tết luôn. Trời đất ơi, giờ này nó cũng đã lên đồ rồi nè các bạn. Chúc Tết kiếm tiền ăn Tết. Yeah.
nè, tới cái cầu cá cha này nè. Ôi, hôm sáng hôm nay trên quê hương tôi. Rồi. Đây nhà nội mình. Có bà nội con mới lên. Dạ. Chúc mừng con. Dạ. Tỉnh lớn không nội? Có mình bà nội có anh là đó. Một cái đùng. Dạ khỏe nội. Đây khỏe ghê. Chúc con khỏe mạnh đi. Dạ. Chín. Ngày bán gì? Còn bán rồi, mấy tối. Mấy ngày chưa mới có gì vậy, mình năm được gì hết. Chưa à? Hôm nay sáng có tầm bông hả nội? Có ít thôi. Nè, cô Tám đi hoài, đi cho bệnh viện hoài, không có bận gì đâu hết trơn. Dạ. Đây, nè, chia đứa cây rồi. Ngoại tụi nó lên nội rồi về về ngoại. Chúc cho tụi con mình ăn cho phát đạt lên nha. Dạ. Bà nội con chúc vậy thôi cho quý. Dạ, cái gì đâu nội ơi. Thành to à. Mẹ sống cho thế 100 tuổi đi rồi mỗi năm mỗi lì xì cho mẹ. Cảm ơn vợ chồng con nha. Dạ. Thôi. Năm mới chúc nội nhiều sức khỏe nha. Dạ. Sống lâu với con cháu. Dạ. Dạ. Cảm ơn cha nội. Cảm ơn vợ tụi con nha. Dạ. Thế con, con mới con chúc bà nội có thật là nhiều sức khỏe để sống với tụi con. Cảm ơn sự cho nội. Dạ. Hôm nay nhà đó được. Thôi chị cũng lên giếng xong rồi thôi mình đi tới ngoài tới ngoài. Mẹ con đi về. Về nha. Bà nội vui vẻ. Bà Tám đi chút xíu về cái gì hả nội? Đi cúng ông cụ ngoại. Đi tới đây thì thấy cây sa bô. Cây sa bô ngày xưa. Cây sa bô này lớn tuổi hơn anh hai luôn nè. Cây sa bô cổ. Cây sa bô trước là cha mua trồng ở dưới. Có bằng tuổi một khoa. Ồ. Là lượt cái cây này nè hả? À, hồi trước đó trồng ở dưới nhà mình dưới nha. Lúc đó có một khoa rồi. Đây nè các bạn, cây sa bô ngày xưa là mình với anh hai mình hay leo coi thử coi nó chín hay chưa. Ông nội mình là hay hái vú. Nó già là ông nội hay hái vú lắm luôn. Còn pha nó đòi hái đằng nấu ăn. Hái non đằng nấu. Nó đứt làm như bị phù sẹ. Dạ, dạ. Đây là cái khế kiển đây nè, cũng khế cổ. Đây khế cổ đó nè. Nè, khế cổ của bà nội đó. Cổ. Cái này ngon lắm nè. À, đây khế tàu. À, đây anh hai cây mận cổ nữa nè anh hai. View đẹp lắm luôn, cây mận kế bên cây cầu. Anh với ông rồi xuống đó. Đây nè, nội nội còn mấy con không biết. Con cá khổng lồ phải không? Ở đây có cá cha ông nội. Gì nội? Là giờ còn cá bà nội không chứ cá ông nội hết rồi. Kìa, yeah, yeah. Còn cá ông nội nữa. Đây kìa. Yeah. Đây là còn 4 bà nội, nó còn 4 con cá ông nội. Nhiều của bà nội. Nó không nổi lên còn cái tư tượng. Giờ làm gì trước rồi kìa.
coi coi. Wow, được không chị Hiền? Anh hay ẩm phụ. Vậy. Gồng vàng về. Mở cửa. Mở cửa cho vô coi. Rồi sao mở được? Mở cửa. Này giữ nhà. Mở cửa. Cho nó lấy vợ nó. Cho anh hai, cho nó mở anh hai. Mở cái móc kìa. Rồi mở cửa coi. Mở cửa. Nhanh. Ôi chị ơi. Cưng quá vậy đó. Mở cửa. Còn bò cũng thì đi du sinh rồi. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà thân yêu. Thôi bà ngoại. Ôi. Thôi mẹ hai. Trời ơi. Bún đây. Trời. Bánh là vừa đông lạnh. Ủa. Mới gặp nó hồi nãy ở trên kia mà ta. Đúng rồi anh Giang. Ủa. Hồi sáng ta gặp mẹ Chánh mà. Dạo. Giang Tết mà đâu có bánh nữa đó các em. Ở dưới bếp nhà ngoại mình hôm nay ăn chay. Wow, có hủ tiếu xào. Hôm nay là đồ chay. À, đậu hủ với lại trái giò. Đồ chay không à. Trời ơi, múc bàn bánh chay. Ờ, quên á. Múc phê bánh ngọt. Múc phê mứt. Trời ơi. Có bà ngoại đang ăn nè. Để đi. Sài Gòn vậy mà bây giờ mới về. Trời. Phải không? Vô động mấy sao? Đâu rồi? Em bé đâu? Trời ơi, ai đây? Cảm giác. Trời đất ơi, ta đã chói quá trời rồi. Trời ơi, công chúa. Công chúa về làng. Vàng khè luôn. Trời ơi, em đi vô đi mấy đồng. Trời ơi. Thôi chào từ từ. Nó không có lạ rồi ơi. Ai kêu nó cũng cười hết á. Vui vẻ hả con? Cả chị vui vậy. Kêu nó cười chứ không thấy. Cái nó không có ngốc. Không, nó cứng rồi. Buông ra được bình thường. Vậy hả? Có nó dựa dựa có nha. Đây này, vậy nè, nó cứng rồi. Rồi mẹ ẩm rồi. Đây, vậy nè. À vậy hả? Bạn nghĩ nó dựa vô. Trời ơi. Ta vui. Trời ơi, ta vui kìa. Vậy nè, ẩm được chưa? Dạ, được. Đây, lại chụp coi nè. Xoay nha phải không? Ừ, đúng rồi. Trời ơi, bông mai, nước ta. Bông quá chị bông rồi. Ủa, vậy lại vui quá hả con? Vui quá, vui quá, con. Trời ơi. Vui quá, vui quá. Vui quá, vui quá. Nó cười ra tiếng này nè. Vui quá, vui quá. Cười chảy nước miếng hơn kìa. Vui quá quá. Vui quá quá. Không chọc nó trên xe nó chuyện ra tiếng rồi. Quá ông dạo. Vui. Bắt lại. Ô. Ngồi góc đầu hơn, hơn nhỏ nha. Thôi nghe bi.
Nè chúc Tết đi. Tập trung. Nè tập trung chúc Tết nè. Rồi năm mới chúc bà nội mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Trời ơi nhanh gõ lẹ. Gõ tay. Tập trung lên đi hết. Nè. Rồi ơi. Rồi bây giờ đây. Bi đâu? Bi đâu? Bi lại. Đây con gái thứ tư. Chúc tơ má sống lâu trăm tuổi. Khỏe dồi dào. Trời ơi. Đây, một tay cầm, một tay chớp. Con má chúc ngoại. Đây, con má. Ê, chúc bà ngoại năm mới dồi dào sức khỏe. Sống lâu với con cháu. Trời ơi. Mới giờ mà nó trẻ mãi hơn già. Rồi, chắc con chúc bà ngoại người ta sống lâu ngàn tuổi. Ai cũng chăm má liền, bác liền cho ngoại. Ai về không biết nữa. Chúc ông Quân. Quân, năm mới vui vẻ. Tiền vô như nước, tiền ra bị đỉ, như giọt cà phê. Trời ơi. Cầu được ước thấy. Ước gì được má hả? Ước gì được má. Ước gì được má. Ước gì thấy gì đó. Rồi, mới học giỏi nha. Rồi anh đi. Quá. Quá tài. Chắc mới là chú Quân là giảng sự như ý nè đúng không? Ai gì thuận buồm xuôi gió nè, sống lâu ngàn tuổi. Rồi từ nhà đi. Đó, sống lâu trăm tuổi. Trời ơi, hai có vậy. Trăm tuổi là sức khỏe đi, đừng có sống. Đô La. Đô La. Đô La. Tới giờ mà ngăn rồi con ơi. Đô La. Chút. Chút nè. Chút nè. Quân có bỏ cái khăn túi đó không? Cái khăn không dậu á. Trời ơi. Không biết chú là. Không phải chú là để mà đi ra khi nào mùng 6 là gặp cô giáo hỏi. Hồi nãy giờ mà không học. À, chú ông Út làm ăn phát tài coi. Chú ông Út làm ăn sao? Ờ, đâu là ông chú nha. Làm ăn sao? Nó thấy anh biết chút mà. Nó thấy anh nó đưa tài bắt rồi đó. Đưa tài. Đưa tài là nó mới có đô la là được rồi. Để cho. Làm ăn phát tài. Rồi, cảm ơn Đô La chị Đô. Cậu trên nữa nè, bà cậu. Bà cậu kìa. Rồi, lại đây, giờ tới đây chị Trang nè. Trang đâu? Trời ơi, bà mới chúc chị Trang nha, làm ăn chú ý nha. Dạ, cảm ơn Quân, trăm tuổi. Cảm ơn Quân. À, năm mới nha, chị ta thêm tuổi mới, gặp nhiều điều may mắn, làm công việc gì cũng suôn sẻ. Tiền vô như nước, phải năm sau liền xì cái túi bự hơn. Anh có anh. Bà nội chút nè, Bí nhảy vô liền. Bí nhảy vô liền. Cơ hội tới rồi. Vô liền. Chỉ có 1 giờ là con. Chị ơi, chị ơi, chị ơi. Quá trời đi. Mới để xuống coi chụp cái kia rồi. Để cho bác kìa. Rồi. Rồi. Chia sẻ nhé. Rồi gặp rồi. Chụp hình nữa kìa. Rồi chụp nè, chụp cho anh Tấm nè. Bye. 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 Chúc Tết là mở ra Tấm. Tấm ơi. Tấm đâu, Tấm đâu. Ông ơi chia sẻ với em đó nè. Nè, chúc bà nội. Quan tuổi, sức khỏe dồi dào. Trời ơi. Các bạn tí nè, văn chương rồi lên. Chào tí. Vô tên. Mắc tên là phải văn nhiều vô. Mắc cỡ. Có gì đâu mắc cỡ sư. Nè nè. Cơ hội nè. Năm chỉ có một lần. Chỉ có một lần á. Năm cũ bước sang năm mới. Biết bà nội sống lâu trăm tuổi. Vậy sự như ý. Trời. Bây giờ đi. Đi bé. Kìa. Xin gọi mà. Bà nội. Bà nội. Cơ hội, cơ hội, cơ hội tới rồi cưng ơi, một năm chỉ có một lần. Chứ bà nội.
Chúc cho bà nội năm mới vui vẻ, sống lâu, trăm tuổi sắp rồi. Đấy là nói đúng không? À, năm mới thì cũng năm nay cũng như năm rồi. Thì cũng có như đó chút hoài. Thì hôm nay chúc bà nội là sống năm con rồng thì sống dài với con rồng luôn. Rồi cảm ơn nội nha. Ủa, con chúc bà nội đi lên được trong tuổi. Dạ, cảm ơn bà nội. Đừng có đồ. Còn đây nước cũng chết hỏi nữa nè. Chết rồi con, chết rồi con. Dạy cho Tết mở coi. Nè, con hai nữa hả? Con hai nữa, dạy cho Tết mở ơi. Nè, con hai nữa. Mới như vậy. Con hai cu lại rồi. Tiền vô như nước. Số hạn đó, cái gì? Số lượng có hạn đó.
số lượng có hạn nè. Chút đi, chút gì mới được chứ. Mày bỏ hàng nó phải chứ. Làm ăn phát tài cái coi. Chút cô cha nè, nè, anh hai phải đại diện chút đi. Kìa nó nói kìa. Nè chút đi con. Phát tài hả? Rồi, đi xin cho ta. Rồi con cút chút đi, làm ăn phát tài là có tiền nè. Chút cô Trang đi, nó lại. Mày nó gửi gàng phanh tay lại. Rồi nè, đi xin cho ta. Cái gì vậy? Có rồi đi chút đi. Năm cũ có xin năm mới chút cô Trang. Mày sự yêu quý, làm ăn phát tài, phát tài phát lòng. Rồi vô như nước. Rồi đi xin cho ta nha. Năm mới qua nhiều may mắn với cô Trang, mà phát tài phải không? Để coi em đã tiểu rồi. Có nhiều đó đồng lại. Chưa. Là tiền vô như lũ lụt. Lũ lụt miền Trung. Tiền ra như gừa cũng. Chúc chị là nó mới là cảnh ngày càng xinh đẹp nha. Còn nữa không? Để chúng ta